Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 134. Lời sư phụ: coi chừng cạm bẫy của ma. Đồng tu chúng ta phải thông hiểu rõ ràng để không bị ai lường gạt. Nhưng mỗi lần bị ma khảo là một vài quý vị rớt. Đừng nghe lời người nào ngoại trừ sư phụ, nếu không quý vị sẽ bị cạm bẫy của ma. Nếu không thận trọng nghe lời người khác một cách không phân biệt, tức là quý vị hạ đẳng cấp của mình. Quý vị cho nó thấy rằng nó giỏi hơn mình, thế là trở thành dưới quyền của nó. Ở đời này có quá nhiều danh sư, thêm một người nữa đâu có ăn nhầm gì. Nhưng nếu quý vị có trí huệ mà bị đánh lừa thì rất là tội nghiệp. Sao quý vị không là thầy của chính mình? Nếu tin tất cả những gì người khác nói mà không chịu dùng trí huệ của mình để phân biệt phải trái, thì người khác sẽ cười quý vị thiếu trí huệ, tu hành bớt bát. Nếu đang làm việc cho sư phụ, bất cứ chuyện gì, quý vị lại phải càng thận trọng, huống chi là kiêu mạn. Giúp đỡ kẻ khác cũng giống như làm việc cho chính mình, không nên tự mãn về công việc mình làm. Làm vậy, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của ma. Như mỗi ngày quý vị đi làm, ông chủ trả lương mỗi tháng 10.000 hay 20.000 đô, quý vị cảm thấy chuyện đó có đáng để mình tự mãn không? Có cảm thấy mình gồ ghề quá chỉ vì quý vị đang giúp ông chủ trong công việc không? Ngược lại, quý vị sợ mình lầm lỗi hoặc e rằng mình không xứng đáng được công việc đó. Quý vị lo bị đuổi nếu mình làm công việc không đàng hoàng, có phải vậy không? Khi giúp công việc của Thượng Đế, chúng ta lại càng phải khiêm nhường, càng phải thận trọng, phải coi chừng. Dù sao mình cũng làm rất ít, có gì đâu mà quan trọng. Chúng ta làm việc để có phước báo, để rửa nghiệp và học trở thành thánh nhân. Đó là cơ hội cho mình học hỏi. Thành ra chúng ta phải cảm ơn đã được dịp này để học hỏi. Không có gì để tự mãn. Mỗi khi cảm thấy tự mãn về công việc của mình, chúng ta nên biết rằng ma đang đến khảo mình đó. Hoặc nếu chúng ta muốn mau thành Phật, ma chắc chắn sẽ tới khảo chúng ta. Nó sẽ bảo rằng chúng ta thành Phật rồi, mà không phải lúc nào cũng là hình ảnh mờ mờ hiện ra trong lúc quý vị thiền. Nó có thể dùng một người nào đó tới rung chuông nhà quý vị, nói rằng: chúng mình là bạn tốt, tôi biết anh thành Phật rồi, tôi biết chị đã lên tới cảnh giới thứ 8 rồi. Đối với tôi thì đó là trừ bát giới. Tu hành của chúng ta không khó, muốn thành thánh hoặc muốn dạy người không khó, dạy chính mình mới là khó. Phải kỷ luật với chính mình trước, phải loại bỏ những ham muốn, danh vọng, lợi lộc, dọn hết những tư tưởng dơ bẩn trong đầu. Lúc đó chúng ta mới có thể giúp kẻ khác dọn dẹp. Chính mình dơ dáy mà còn đi lau dọn cho kẻ khác thì mình sẽ làm người khác dơ luôn. Tệ hơn nữa, mới đầu có thể họ không nhơ nhuốc nhiều, nhưng vì mình mẩy chúng ta dơ dáy, khi cố rửa cho họ, chúng ta làm họ bẩn, làm quần áo họ dơ, họ càng bẩn thỉu nhiều hơn nữa. Thành thử, giúp chúng sanh không khó, giúp chính mình mới khó. Người Trung Hoa có nói, thắng chính mình là điều khó nhất. Đánh bại hàng triệu, hàng tỷ người không khó. Ta có thể dùng vũ lực, dùng sức mạnh, tiền bạc, ngay cả biện tài ăn nói. Nhưng đánh bại chính mình thật là khó, bởi vì chúng ta không thể lường gạt chính mình. Chúng ta sẽ không thể ngủ ngon. Thần hộ mệnh sẽ tới hỏi đẳng cấp của quý vị rằng: sao người dám tuyên bố người là minh sư hoặc thầy của loài người và của các thiên nhân? Rồi một thời gian sau, hắc bạch sứ giả từ Diêm Vương cũng sẽ tới rước quý vị. Họ sẽ nói rằng thời điểm của người đã đến. Lúc đó minh sư sẽ không lo cho quý vị, bởi vì thời điểm của quý vị đã tới. Quý vị phải đi theo tự thần. Quý vị phải tự lo cho mình, bởi vì quý vị đã từ chối không chấp nhận lực lượng bảo hộ của minh sư. Minh sư không bắt buộc quý vị phải nhận sự bảo hộ của ngài. Nếu quý vị muốn thì minh sư cho, nhưng nếu quý vị không muốn thì minh sư lấy lại. Thế giới này có một số người cơ bản tu hành và nhiều người có thần thông, nhưng chúng ta phải phân biệt lực lượng thô thiển này với lực lượng của Thượng Đế. Thượng Đế không bắt buộc loài người,
Ngài dùng lý lẽ và trí huệ vĩ đại giúp khai mở trí huệ của chúng ta, rồi sau đó chúng ta hiểu và nhận Ngài tùy ý muốn của chúng ta. Nhưng ma dùng kế, dùng thần thông áp lực, những lời mật ngọt, lừa bịp, ép buộc chúng ta tin nó. Tuy rằng từ từ rồi chúng ta cũng tỉnh ngộ, nhưng nếu chúng ta rơi vào bẫy thì thật là uổng. Chúng ta sẽ mất thời giờ mà không được gì cả và sẽ rơi xuống một đẳng cấp thấp hơn. Hơn nữa, trái tim chúng ta đã bị tổn thương, rất khó lành trở lại. Đầu óc nghi ngờ thôi đã khó dọn dẹp lắm rồi. Bây giờ nghi ngờ còn nhiều hơn nữa. Một khi rơi xuống đẳng cấp dưới rồi thì leo lên lại không phải dễ. Những người tu hành chúng ta nên có đầu óc đơn thuần. Nhưng đơn thuần không có nghĩa là ngu muội. Tâm đơn thuần có nghĩa là không nghĩ xấu về người khác, cũng không chửi rủa người khác. Chúng ta làm việc tốt, giúp đỡ, an ủi kẻ khác. Những gì làm được thì làm hết sức mình. Chúng ta không nghi ngờ người khác bừa bãi. Trái lại, đầu óc ngu muội là nghe theo bất cứ gì người ta nói, rồi trí óc đó trở thành tham thần thông, ngôi vị tâm linh và những lời nịnh hót. Một khi đã uống vô thuốc độc tăng bốc nịnh bợ, chúng ta sẽ bị ngộ độc, rồi không còn khả năng phán đoán. Chúng ta sẽ không biết phán xét, coi lời nói của người khác có hợp lý không, hay là một người như vậy có đáng cho mình khen tặng hay không, hoặc là mình có nên nhìn vào mắt của những người này hay không. Quý vị vội vã làm gì? Phải bỏ thời giờ ra mới có thể xét đoán được. Nếu không thể tự xét đoán được một mình thì đã có minh sư để hỏi, bởi vì bà ấy hãy còn đây. Còn nhiều điều quý vị chưa hiểu cho nên phải hỏi bà ấy. Nhưng quý vị không thèm hỏi sư phụ, bởi quý vị chẳng nghĩ gì tới bà. Một vài quý vị hãy còn hoang mang, lộn xộn. Quý vị lén lút tập hợp lại với nhau để nổi lên chống lại tôi. Giỡn sao? Quý vị tưởng sư phụ không biết quý vị đang làm gì hả? Tôi nhìn thấy quý vị qua viễn vọng kính rồi tôi cười. Giống như nhìn con nít nghịch bậy nghịch bạ, rồi tự chúng hài lòng với chúng. Rồi quý vị bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí quý vị còn vui thích, tưởng cha mẹ không biết mình đang làm gì. Vì lãnh trách nhiệm của một người thầy, nên tôi phải báo trước cho quý vị biết. Tôi không muốn xen vào mấy trò chơi con nít đó. Mất bao nhiêu quý vị cũng không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tuy nhiên quý vị phải suy nghĩ cẩn thận, hiểu rõ ràng những gì người khác đang làm. Sư phụ vẫn còn ở thế giới, quý vị vẫn có thể hỏi nếu có thắc mắc điều gì. Nếu bà không làm sáng tỏ được hoặc không giải thích được, thì lúc đó quý vị tự mình quyết định. Quý vị đã được sư phụ truyền pháp thì ít nhất cũng nên tôn trọng trách nhiệm của sư phụ đối với quý vị. Tôi không có ý bảo quý vị kính trọng vị minh sư đó, nhưng tôi phải nhắc nhở quý vị một vài điều. Tôi có trách nhiệm đối với quý vị. Tôi phải đưa quý vị ra khỏi tam giới thì mới xong phận sự của tôi. Nếu quý vị bỏ tôi giữa đường, tôi sẽ cảm thấy mình làm việc không tốt, rồi cả hai bên đều khổ. Vũ trụ có luật lệ riêng của nó, chúng ta không thể tự ý làm tất cả mọi việc. Thế giới tu hành đầy chông gai, nguy hiểm, chúng ta không thể giỡn chơi sao tùy ý. Chúng ta có thể làm hại mình, hại người, rồi địa ngục sẽ chờ đợi chúng ta. Lấy ví dụ này, Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ông nổi loạn chống lại Phật, đem theo nhiều đệ tử lập một tông phái khác. Ông trở thành một người kêu bằng minh sư, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, sau khi Phật Thích Ca qua đời, Ngài nhập Niết Bàn lên một cảnh giới rất cao với biết bao huy hoàng, rực rỡ. Toàn vũ trụ tin tưởng nơi Ngài. Rồi trên đó, Ngài lại đạt thêm đẳng cấp cao hơn nữa. Nhưng quý vị có biết Đề Bà Đạt Đa sau khi chết đi đâu không? Khán giả trả lời: hỏa ngục. Thành tử, quý vị làm gì cũng phải cẩn thận, đừng ham làm thầy. Quả vị minh sư không phải là một chức tước hay một danh hiệu. Quả vị minh sư không phải chỉ có những lời nói bên ngoài của một vị thầy, mà nó là một thứ lực khác mà toàn thể vũ trụ nhận ra. Không giản dị về đâu.
Quý vị thấy sư phụ nói, rồi nghĩ rằng mình cũng làm được như vậy, tưởng mình cũng làm sư phụ được. Không đâu, ai cũng có thể quảng cáo bánh, nhưng người quảng cáo có bánh cho mình hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta không thể dùng bánh đất lừa người khác rồi bảo rằng bánh này như thật. Khi ăn bánh giả, người ta sẽ bị đau bụng hay bị chết. Giáo lý chọn lọc, thú vật là bạn chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn có một đời sống yêu thương hàng xóm, thì hàng xóm của chúng ta cũng nên kể cả các bạn thú vật, nhất là khi chúng không làm hại gì tới chúng ta. Chúng chỉ làm đời thêm đẹp, chúng có tình thương, làm cuộc sống chúng ta thêm sống động, nhiều màu sắc và thú vị hơn. Chúng ta nên gìn giữ chúng, trông chừng chúng, thương yêu và vui hưởng sự hiện diện của chúng. Thượng Đế đã nói rõ ràng rằng, ta sinh ra loài vật để làm bạn với các con, để giúp đỡ các con. Tất cả sinh vật đều bình đẳng. Từ xưa tới nay, người Á Đông, nhất là những người Trung Hoa và Âu Lạc, nghĩ rùa là loài vật rất thiêng liêng bởi vì chúng sống rất lâu. Nhiều khi chúng hiểu sự việc cho nên người ta không dám giết những con vật này. Đương nhiên, cũng có ít nhiều sự thật về việc này. Giống như hồi xưa dân đánh cá ở Âu Lạc hay thờ cá heo và cá mập nào thân thiện. Bởi vì đôi khi trong những lúc phong ba bão táp, những trường hợp nguy ngập như mưa gió, một con cá mập hay một con cá heo tới giúp họ lái thuyền, thậm chí còn đẩy thuyền họ về bến an toàn. Đôi khi chúng đẩy một người đang chìm trong nước lên khỏi mặt nước. Thành ra những con vật như vậy không bao giờ bị giết. Nếu một con vô tình bị chết hoặc nếu người ta biết nó chết, người đánh cá hay người bơi ngoài biển vì lý do đó sẽ làm mộ cho cá mập hay cá heo, rồi ngày đêm thờ phụng. Thành ra có những thú vật vô cùng thông minh, không nghi ngờ gì cả và chúng ta cũng biết điều đó. Thậm chí heo hay gia súc có tiếng là trung thành, thân thiện và giúp người trong những lúc khó khăn. Nhiều báo chí của quý vị có đăng về những bài nói về những chuyện thần kỳ của thú vật. Ví dụ như một con chó cứu trẻ con thoát khỏi một ngôi nhà đang cháy, hoặc một con heo chạy nhiều dặm đường để cầu cứu cho chủ, mặc dù sau đó chủ nó có thể sẽ cắt cổ nó. Hoặc một con ngựa ở cạnh mộ chủ cho tới khi chết, không ăn gì cả. Hoặc một con chó không bao giờ rời mộ của chủ nó, vân vân. Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Cho nên đôi khi con người nghĩ rằng loài thú tốt hơn họ, đó không phải là chuyện lạ. Cũng có thể đúng như vậy trong một khía cạnh nào đó. Dù sao tất cả chúng sanh đều do Thượng Đế sinh ra, thì sao chúng không có tia sáng của Thượng Đế bên trong giống như mình? Chúng ở trong một hình dáng khác, dùng ngôn ngữ khác, như vậy không có nghĩa là chúng không đáng kính trọng bằng mình. Người Phi Châu có thể da họ đen, họ nói tiếng Phi Châu, nhưng điều đó chắc chắn không thể nói rằng họ không đáng kính bằng người Mỹ da trắng hay người Á Đông da vàng. Chia sẻ thế giới với mọi chúng sanh. Thật ra thế giới này là của tất cả mọi chúng sanh, bao gồm thú vật. Bởi vậy chúng ta mới theo chính sách ăn chay. Bởi vì thế giới này được tạo ra là do lực suy nghĩ của tất cả chúng sinh sống trên tinh cầu. Chúng ta muốn có nơi này, thành ra nó mới hiện hữu, kể cả loài vật. Nhưng khi vào thế giới, chúng ta lại nghĩ nó là của mình. Người nào cũng tưởng nó là của họ. Thành thử chúng ta bắt đầu loại bỏ những người ngoại tinh, người da đen, da đỏ, da vàng, vân vân. Người da đỏ muốn loại trừ người da trắng. Người da trắng loại trừ da đen, người da đen, da trắng, da vàng loại trừ loài vật, vân vân. Cho nên chúng ta quên rằng mình cùng là chủ với nhau, không phải là những chủ nhân duy nhất trên thế giới. Bởi vậy chúng ta không nên giết hại súc vật, không nên ăn thịt súc vật và dĩ nhiên nhất là không nên giết bất cứ chúng sinh nào. Nhưng nhân danh chính trị, lòng ái quốc hoặc tôn giáo, đôi khi chúng ta giết rồi viện nhiều lý lẽ vẻ vang để binh vực cho việc sát hại của mình. Thật ra, làm như vậy là không đúng, bởi vì giết hôm nay thì kiếp sau mình bị giết. Thành thử chiến tranh ở thế giới này lúc nào cũng có,
Rồi chúng ta cứ thắc mắc tại sao. Nhưng không có gì phải thắc mắc cả. Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Ngay cả Kinh Thánh cũng nói gieo nhân nào gặt quả nấy. Trong chúng ta, những người nào không phải chịu các hậu quả chiến tranh hay bất cứ xung đột nào, đó có nghĩa là mình chưa gieo nhân bạo lực. Cho nên nếu cứ tiếp tục giữ nó như vậy, thì dù không tu hành thiền định, dù không thờ Chúa một cách chính thức hay một cách có tên có tuổi, chúng ta sẽ đầu thai lại là một người được bảo đảm, an toàn, khỏe mạnh, bởi vì chưa có trồng nhân gây tổn hại chiến tranh hay vũ lực. Lời pháp cam lồ. Thú vật hiện hữu là có lý do, chúng cũng là cư dân của trái đất, chúng ta không có quyền sát hại. Tôi có nghe một số người nói, trong công trình khảo cứu, họ khám phá ra rằng đôi khi thú vật giúp chữa bệnh con người, có lẽ là do tình thương của chúng. Đó là lý do vì sao rất nhiều người thích nuôi chó, nuôi mèo, mặc dù có sự bất tiện và sự ràng buộc của chúng đối với người. Nhưng bởi vì chúng rất tình nghĩa và có lẽ làm dịu lòng người sau đó, khiến cho người ta cảm thấy sung sướng và giữ chúng. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư Khai Tị tại New Jersey, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 6 năm 1992, nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 259.